是静和老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。谢谢刚刚刚刚过来听哈，我在公司ngày hôm nay lại được tiếp tục quay trở lại và đồng hành với các em trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và trong chuỗi series các kiến thức ngữ pháp trong tiếng Trung thì cô đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều các loại bổ ngữ trong tiếng Trung rồi đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội được xem thì chúng ta có thể lên YouTube và search là gì ạ? Đánh tiếng những chữ học tiếng Trung cùng với cô Thanh Hà và ngữ pháp trong tiếng Trung và tên các loại bổ ngữ ra thì chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều các cái bài học liên quan đến các bổ ngữ trong tiếng Trung nhé. Thế còn trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục đi tìm hiểu và giới thiệu cho các bạn một cái loại kiến thức về ngữ pháp nữa, người ta gọi nó là gì đấy ạ? Các động từ năng nguyện trong tiếng Trung, tiếng Trung của nó sẽ gọi là gì đấy ạ? Nấn duyên tung chứ nhá, các động từ năng nguyện. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sơ qua về khái niệm thế nào thì người ta được gọi là các động từ năng nguyện. Vậy thì động từ năng nguyện là những động từ biểu thị cái gì đấy ạ? Nhìn chữ chúng ta có thể đoán ra được rồi đúng không? Năng ở đây là để biểu thị gì? Biểu thị khả năng biểu thị khả năng xảy ra của một hành động nào đấy đúng không? Hay là biểu thị năng lực có thể thực hiện được hành động nào đó. Thế còn nguyện là biểu thị cái gì ạ? Nguyện vọng hoặc là gì? Mong muốn, biểu thị nguyện vọng hoặc là mong muốn thực hiện một hành động nào đấy đúng không? Vậy thì những cái động từ mà thể hiện khả năng, năng lực hay là nguyện vọng, mong muốn thì người ta gọi đấy là các động từ năng nguyện trong tiếng Trung đúng không? Vậy thì động từ năng nguyện này thì thường nó sẽ đứng ở đâu ạ? Các động từ năng nguyện này sẽ làm sao đây ạ? Thường sẽ đứng trước các động từ nhá, đứng trước các động từ và trong ngữ của chúng ta sẽ là các động từ năng nguyện. Đấy, sau đó sẽ cộng với lại cả động từ đúng không? Vậy thì trong tiếng Trung chúng ta sẽ có những động từ năng nguyện chính nào? Đầu tiên chúng ta sẽ có từ gì? Chúng ta sẽ có thể đi tìm hiểu về một vài các động từ năng nguyện hay xuất hiện nhất và hay gặp nhất nhé. Thứ nhất đó chính là chữ nấu, từ lọc là nấu. Nấu nấu biểu thị cái gì đây ạ? Nấu biểu thị khả năng hay là năng lực có thể thực hiện được một hành động nào đó. Và chúng ta hay dịch là gì ạ? Có thể đúng không ạ? Có thể nhá, để biểu thị khả năng hay là năng lực thực hiện được một hành động nào đấy. Cô lấy ví dụ nói là gì đây ạ? Ủa nấu sửa Trung Quân. Ủa nấu sửa Trung Quân đúng không? Ủa nấu sửa Trung Quân. Đấy, câu này nghĩa là gì ạ? Tôi có thể nói được tiếng Trung. Vậy đây là đang biểu thị cái gì đấy ạ? Đang biểu thị cái năng lực của người nói đúng không? Năng lực của người nói là có thể thực hiện được cái hành động đó là gì đấy ạ? Nói tiếng Trung, đúng chưa? Hoặc ví dụ nói là gì ạ? Mình thiên của nấm lái. Mình thiên của nấm lái. Ví dụ mình thiên của nấm lái tham gia mình tại sân rư. Mình thiên của nấm lái tham gia mình tại sân rư. Nghĩa là gì? Ngày mai tôi có thể đến để tham dự cái buổi sinh nhật của bạn đúng không? Vậy thì ở đây là đang biểu thị cái khả năng thực hiện được cái hành vi này đó là gì? Ngày mai có khả năng đến được, có thể đến được, được chưa? Vậy thì đấy là chúng ta có chữ nấu đúng không? Vậy thì không thể thực hiện được hành vi nào, không có năng lực để làm gì thì chúng ta sẽ dùng là gì? Chúng ta sẽ dùng pu để phủ định nhá. Động từ năng nguyện chúng ta chỉ có thể dùng pu để phủ định thôi nhé các bạn nhé, chỉ dùng pu để phủ định thôi, không dùng mấy nhé. Vậy thì chúng ta sẽ nói là gì đây ạ? Không thể thực hiện được chúng ta sẽ nói là pu nấu, sẽ dịch là gì đây ạ? Không thể đúng không? Tương tự ví dụ như câu này đang có thể khẳng định thì bây giờ chúng ta chuyển sang thành khẳng định, chúng ta chỉ có thể nói là gì thôi ạ? Ủa pu nấu sửa Trung Quân, ủa pu nấu sửa Trung Quân, tôi không thể nói được tiếng Trung. Hay là mình thiên ủa pu nấu lái, mình thiên ủa pu nấu lái đang thể hiện cái khả năng xảy ra đó là gì nhỉ? Không thể đến được, được chưa? Đấy thì đấy là chúng ta có chữ nấu, được chưa? Thứ hai nào chúng ta có từ gì ạ? Huệ. Huệ. Huệ ở đây chúng ta có thể dịch là biết. Vậy thì huệ ở đây là một động từ năng nguyện biểu thị cái gì đấy ạ? Biểu thị thông qua việc học tập. Đấy, thông qua việc học tập mà chúng ta có thể thực hiện được một hành vi nào đấy, hoặc là chúng ta biết được một hành vi nào đấy, để biết được một kỹ năng nào đó nhá, để biết được một kỹ năng. Đấy, để biết được một kỹ năng nào đấy, huệ chúng ta sẽ dịch là biết. Và cái biết này nó là gì nhỉ? Thông qua việc học tập để biết được một kỹ năng nào đấy. Cô lấy ví dụ chúng ta nói là ủa huệ sửa Trung Quân. Đây, cô có câu này ủa huệ sửa Trung Quân. Câu này chúng ta sẽ dịch là tôi biết nói tiếng Trung. Vậy thì cái hành động nói tiếng Trung này không phải là sinh ra chúng ta đã biết nói được luôn đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc phải thông qua một quá trình học tập, thông qua một quá trình học tập, một quá trình trau dồi rèn luyện thì chúng ta mới có thể thực hiện được hành vi này đúng không? Chúng ta mới biết được cái hành vi này. Thì khi mà chúng ta muốn nói là gì ạ? Thực hiện một hành động ở đấy thông qua việc học tập để biết được một kỹ năng thì lúc này chúng ta sẽ dùng chữ huệ cho cô đúng không? Ủa huệ sửa Trung Quân. Hoặc ví dụ nói là gì ạ? Tôi biết lái xe ô tô. Lái xe ô tô chúng ta không thể nào mà sinh ra chúng ta ngồi lên cầm vô lăng
này là vô lăng lái được luôn đúng không? Bắt buộc phải đi học. Vậy chúng ta sẽ phải nói là gì ạ? Ủa khuẩy khai chưa? Ủa khuẩy khai chưa? Đúng không? Hoặc là gì nhỉ? Tôi biết hát tiếng Trung. À biết hát tiếng Trung. Thì cái này chúng ta cũng phải thông qua phần học tập chúng ta mới có thể hát được bằng tiếng Trung đúng không? Vậy sẽ nói là gì ạ? Ủa khuẩy chăng Trung quẩn cơ? Ủa khuẩy chăng Trung quẩn cơ? Được chưa? Hoặc là tôi biết bơi. Ủa khuẩy yếu dụng. Ủa khuẩy yếu dụng. Được chưa? À, hoặc là gì nhỉ? Tôi biết nấu ăn đúng không? Ủa khuẩy chua phản. Ủa khuẩy chua phản. Được chưa? Vậy thì lần trước chúng ta có thể là gì ạ? Biết cái từ, có một cái từ là cũng dịch là biết trong tiếng Trung là gì? Từ chư tạo. Chư tạo các bạn hiểu không ạ? Chư tạo là biết. Chư tạo. Biết. Thế thì từ chư tạo này và từ khuẩy này khác nhau như thế nào đấy? Chư tạo thì thường nó sẽ dịch là gì ạ? Biết theo kiểu dạng biết một thông tin ở đấy đơn thuần thôi, nó chỉ là biết một thông tin ở đấy thôi, chứ nó không phải là thông qua việc học tập để biết được một kỹ năng nhá. Ví dụ như là gì ạ? Tôi biết tên của cô ấy, à, của chữ nào tha tận mình dự. Tôi biết anh ta sống ở đâu, của chữ nào tha trụ nở, đúng không ạ? À, tôi biết nhà cô ấy ở đâu, của chữ nào tha ra giải nở. Thì những cái đấy nó chỉ là một thông tin đơn thuần, không cần thiết phải thông qua việc học tập gì thì chúng ta sẽ dùng chữ nào. Thế còn khuây là gì ạ? Bắt buộc phải thông qua việc học tập ở đấy mà chúng ta đạt được một kỹ năng nào đó, hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ dùng từ khuây. Vậy thì không biết một kỹ năng nào đấy đúng không? Không thể thực hiện một kỹ năng nào đấy, mình sẽ nói là phú khuẩy. Thì sẽ dịch là gì đấy ạ? Không biết. Ví dụ nói là tôi không biết nói tiếng Trung đúng không ạ? Ủa phú khuẩy sửa Trung Quấn. Ủa phú khuẩy sửa Trung Quấn. Thế câu hỏi sẽ bị hỏi là bạn biết tiếng Trung không? Nì khuẩy sửa Trung Quấn ma? Đó. Nì khuẩy sửa Trung Quấn ma? Nì khuẩy khai chơ ma? Nì khuẩy khai chơ ma? Bạn biết lái xe không? À không biết. Chúng ta sẽ trả lời là ủa phú khuẩy khai chơ đúng không? Bạn biết viết chữ Hán không? Nì khuẩy xỉa Hàn dư ma? Nì khuẩy xỉa Hàn dư ma? Ủa phú khuẩy xỉa Hàn dư. Hoặc là gì ạ? Bạn biết bơi không? Nì khuẩy yếu dụng ma? Ủa phú khuẩy yếu dụng. Hiểu chưa? À đấy, thì đấy là chúng ta có chữ khuẩy đúng không? Đầu tiên là nấu, thứ hai là khuẩy. Cái từ khuẩy này ngoài dịch nghĩa là biết, và theo kiểu là thông qua việc học tập để biết được một kỹ năng gì, thì từ khuẩy này còn để thể hiện cái gì ạ? Còn để phỏng đoán, để phỏng đoán hay là để hứa hẹn. Khuẩy, nghĩa thứ hai của khuẩy là gì ạ? Còn để phỏng đoán hay là hứa hẹn một cái hành động nào đấy xảy ra trong tương lai à, nhá. Khuẩy này còn dùng để phỏng đoán hay là hứa hẹn một cái hành động nào đấy có thể xảy ra trong tương lai, và chúng ta sẽ hay dịch là gì ạ? Sẽ. Ví dụ cô có câu như thế này: Mình thiên khuẩy xả yu. Đấy, Mình thiên ngày mai khuẩy xả yu. Xả yu là trời mưa đúng không? Vậy cái này nó chỉ là mang tính chất phỏng đoán thôi đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể nào biết được chắc chắn là ngày mai mưa hay không. Vậy mình sẽ hay nói là Mình thiên khuẩy xả yu. À, ngày mai trời sẽ mưa. Nhưng cái này dịch là sẽ, nhưng nó chỉ mang tính chất là phỏng đoán thôi đúng không? Hoặc là gì ạ? Ủa Mình thiên khuẩy lái. Ủa Mình thiên khuẩy lái. Ngày mai tao sẽ đến, ngày mai tớ sẽ đến. Vậy đây là đang thể hiện sự gì ạ? À, đang thể hiện sự hứa hẹn đúng không? Hoặc là ủa khuẩy nhủ ly xế xí hàn nhủ. Ủa khuẩy nhủ ly xế xí hàn nhủ. Em sẽ nỗ lực học tiếng Trung. Vậy những cái này nó cũng chỉ là đang thể hiện sự gì thôi ạ? Hứa hẹn trong tương lai thôi nhá. Như vậy là khuẩy sẽ có gì ạ? Ý nghĩa thứ nhất đó là biết, à, gì là biết thông qua việc học tập để biết được một kỹ năng gì. Thứ hai là thể hiện sự phỏng đoán hoặc là hứa hẹn một cái điều gì đấy có thể xảy ra trong tương lai, được chưa? Thì chúng ta sẽ có động từ năng nguyện là khuẩy, là ok. Tiếp số 3, chúng ta sẽ có động từ năng nguyện gì hay dùng ở đây ạ? Xiáng, à chúng ta có chữ xiáng. Xiáng chúng ta hay dịch là muốn đúng không ạ? À muốn. Và cái xiáng này là mong muốn theo kiểu dạng là gì ạ? Chủ quan cá nhân nhá, mong muốn chủ quan. Xiáng là thể hiện một cái mong muốn chủ quan, và thường nó sẽ mang tính dự định, à, thường nó sẽ mang tính dự định thôi, hiểu chưa? À, tính chủ quan và mang tính dự định. Ví dụ nói là Mình nén của xiáng chủ chú của. À Mình nén của xiáng chủ chú của. Cô biết nó hơi ngoài một chút nhé. À, Mình nén của xiáng chủ chú của. Sang năm tôi muốn đi Trung Quốc. À, sang năm tôi muốn đi Trung Quốc. Vậy cái này nó là mong muốn chủ quan của bản thân, và thường nó chỉ mang tính dự định thôi. Có thể là gì ạ? Chúng ta đang dự định nó, và có thể chúng ta có thể là không thực hiện nó cũng được, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta có chữ xiáng là để thể hiện mong muốn chủ quan, đúng không? Vậy thì không muốn, à, hoặc không có dự định làm gì thì chúng ta hay nói là 不想, à, 不想, nhé. 我不想去中国，我不想跟他结婚，啊，我明天不想去学习。
thì gần như là gì ạ? Chúng ta vừa muốn và vừa là gì ạ? Gần như là bắt buộc chúng ta sẽ phải thực hiện cái hành động này. Có lấy ví dụ cùng là câu này. Nếu chúng ta nói là mình nhé, tôi chẳng chịu Trung Quốc, sang năm tôi muốn đi Trung Quốc. Nhưng nếu chúng ta dùng chẳng thì có thể là gì? À, đây chỉ là một dự định thôi, một dự định chủ quan thôi. Có thể chúng ta không thực hiện hành động này đâu ạ. Nhưng nếu chúng ta nói là gì? Mình nhé, tôi yêu chịu Trung Quốc. Vậy thì ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể gì? Sang năm tôi muốn đi Trung Quốc, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ phải thực hiện nó, đúng không ạ? Muốn này, bởi vì cái từ yêu này còn có dịch thể gì là phải nữa. Vậy trong trường hợp này là gì? Sang năm tôi phải đi Trung Quốc, sang năm tôi ý là muốn đi và phải đi nó, được chưa? Vì chúng ta sẽ thấy là cái mức độ mong muốn của thằng yêu này nó cao hơn thằng chẳng vô cùng nhiều. Khi mà đã nói là yêu thì gần như là chắc chắn sẽ thực hiện hành động này, đúng không? Ví dụ nói là gì? Tôi yêu học Hàn Ngữ, tức là gì ạ? Tôi chắc chắn là phải học giỏi tiếng Trung, hoặc là tôi muốn học giỏi tiếng Trung, muốn theo kiểu dạng là gì? Bắt buộc tôi phải học giỏi nó. Thế còn ví dụ chẳng, tôi chẳng chưa học hai mỹ là tôi muốn, thì đấy nó chỉ là mong muốn dự định chủ quan thôi, còn học hay không thì chưa chắc, đúng không ạ? Chưa chắc nhé. Đấy, thì đấy là sự khác nhau giữa thằng chẳng và thằng yêu, đúng không? Rồi ngoài ra chúng ta còn có thằng gì nữa? Có thể. xin phép về việc thực hiện một hành động nào đấy. Chúng ta hay dịch là cái gì đấy được hoặc là không được. À, được nhá, có thể mình có thể dịch là được, đúng không? Hoặc ví dụ như là gì, không có thể thì mình sẽ dịch là gì đấy, không được. Hoặc là có thể吗? Thì chúng ta sẽ dịch là gì? Được không? Đấy, được không? Vậy thì có thể là gì nè? Thường sẽ thể hiện là gì ạ? Biểu thị chúng ta đang muốn trưng cầu ý kiến của ai đấy, hoặc là gì muốn hỏi về sự xin phép thực hiện một hành động nào đấy, đúng không ạ? Có lấy ví dụ như này, có thể hút rượu吗? Ví dụ chúng ta đang hỏi giáo viên hay đang hỏi vợ mình, đúng không? Ví dụ như là anh này hôm nay đi liên quan của công ty, thì sau đó là gì, hỏi vợ là gì? Làm vua, có thể hút rượu mà em ơi, em có thể uống rượu được không? Vậy thì lúc này là đang hỏi cho nên đang hỏi về ý kiến của vợ xem là có thể thực hiện được hành động này hay không, đúng không? Nếu mà vợ đồng ý thì vợ nói là gì? Được. Đấy là vợ cho phép. Thế mà nếu vợ không cho phép là gì ạ? Không được phép, đúng không? Không được phép nhá. Hoặc ví dụ hỏi là gì ạ? Ở chỗ này có thể hút thuốc không? Ở chỗ này thì có thể được phép hút thuốc không? Có thể được phép hút thuốc không? Là chúng ta cũng đang hỏi về sự xin phép, đúng không? Nếu mà được phép thì sẽ nói là gì? Hoặc không được phép thì sẽ nói là gì? Không được. Hoặc là gì ạ? Tôi có thể dùng cái xe của bạn được không? Tôi có thể dùng cái xe của bạn được không? Vậy là cũng đang hỏi về sự xin phép ý kiến của người khác, đúng không? Nếu mà được chúng ta sẽ nói là có thể, còn không được sẽ nói là gì? Không được. Đấy là đang thể hiện là sao ạ? Không cho phép thực hiện cái hành động đó, đúng không? Hoặc là gì đấy ạ? Tôi có thể xem điện thoại di động của bạn được không? Tớ có thể xem điện thoại di động của bạn được không? Được thì sẽ nói là có thể, còn không được thì sẽ nói là gì? Không được. Vậy thì có thể thường sẽ để hỏi về gì ạ? Sự xin phép thực hiện hành động nào đấy, được chưa? Thì chúng ta có từ có thể. Ngoài ra chúng ta còn có từ gì nữa ạ? Chúng ta có từ应该 thì rằng là应该 chúng ta sẽ hay dịch là nên, để làm sao đấy ạ? Khuyên nhủ, thường cái này này thể hiện sự khuyên nhủ người khác nên thực hiện gì, đúng không ạ? Nên thực hiện hành động nào đấy. Vậy thì phủ định chúng ta sẽ hay nói là không应该. Hoặc đôi khi người ta hay nói tắt là không该. Đấy nhá, không应该 hoặc là không该 chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Không nên, đúng không? Không nên, được chưa? Ví dụ nói là gì đấy ạ? Mỗi ngày chúng ta đều nên锻炼身体. Hàng ngày thì chúng ta đều nên làm sao đấy? Luyện tập thể dục, đúng không ạ? Luyện tập thể dục, được chưa? Hoặc ví dụ nói là gì? Bạn không nên hút thuốc. Bạn không nên hút thuốc. Bạn không nên hút rượu. Bạn không nên làm sao đấy ạ? Uống rượu. Bạn không nên ngủ muộn. Bạn không nên ngủ muộn, được chưa? Đấy, thì đấy là chúng ta có từ in cai, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta còn có động từ nói chuyện gì nữa ạ? Chúng ta còn có từ nguyện ý. Thì theo kiểu dạng là gì ạ? Muốn, có thể dịch là muốn hoặc là gì ạ? Đồng ý. Muốn hoặc là đồng ý, được chưa? Ví
Ví dụ nói là gì nhỉ? Mình thiên ổ chư Trung Quốc lữ hành. Nì yuan yi gân wǒ qù ma? Mình thiên ổ chư Trung Quốc lữ hành. Nì yuan yi gân wǒ qù ma? Ngày mai thì tôi đi du lịch Trung Quốc, bạn có đồng ý hay là bạn có muốn đi cùng với tớ hay không, đúng không? Nếu mà chúng ta đồng ý, chúng ta phải nói là ổ yuan yi, em đồng ý. Hoặc nếu nó nói là không muốn hoặc không đồng ý sẽ nói là ổ u yuan yi, đúng không? Hoặc ví dụ các bạn mà cái từ này hay dùng trong những cảnh đó là gì nhỉ? Khi người khác cầu hôn nhé, đặc biệt là khi chúng ta cầu hôn nhau thì người yêu sẽ hay hỏi là gì? Nì yuan yi zù wǒ de lǎo puó ma? Nì yuan yi zù wǒ de lǎo puó ma? Em có đồng ý làm vợ em không, đúng không? Vậy thì nếu chúng ta đồng ý thì sẽ hay nói là ổ yuan yi, nếu không đồng ý sẽ nói là ổ u yuan yi, được chưa? Ổ bù yuan yi, ổ bù yuan yi, đúng không? Chúng ta có từ yuan yi. Hoặc là chúng ta còn có từ gì nữa? Cản. Chúng ta có từ cản đây này. Cản. Việc cản có nghĩa là gì ạ? Dám làm gì? Dám làm gì? Được chưa? Dám làm gì? Ví dụ nói là gì? Wǎn shāng wǒ bù kǎn yī gè rén. Wǎn shāng wǒ bù kǎn yī gè rén zǒu lù. Wǎn shāng wǒ bù kǎn yī gè rén zǒu lù. Buổi tối thì tôi không dám một mình đi bộ. Không dám một mình đi bộ, đúng không? Hoặc là gì ạ? Tha ní cản ní cản táo wǒ ma? Ní cản táo wǒ ma? Anh có dám đánh tôi không? Wǒ kǎn, đúng không? Tôi dám. Thế còn không dám sẽ nói là wǒ bù kǎn, đúng không? Ví dụ như thế. Thì đấy là một vài các động từ năng nguyện trong tiếng Trung nhá. Thế và chúng ta cô xin được nhắc lại một lần nữa này, các động từ năng nguyện thì là gì? Bao giờ sẽ dám luôn luôn đứng trước các động từ chính và phủ định, dạng phủ định của động từ năng nguyện thì chúng ta làm sao nhỉ? Chỉ có thể dùng phủ định phủ định thôi nhá, chỉ có thể dùng phủ định phủ định thôi. Và tiếp theo đó là gì ạ? Các động từ năng nguyện thì thường chúng ta sẽ không dùng ở hình thức lặp lại động từ, không dùng ở hình thức lặp lại động từ. Ví dụ nó không thể nói là lớn lớn hay là khởi khởi hay là in cay cay hay là yuan yi yuan yi. Thường chúng ta sẽ không sử dụng ở các dạng đó là động từ lặp lại, đúng không ạ? Và cái này là sao nè, cũng là biểu thị năng lực, khả năng và nguyện vọng, nên là thường cái này nó sẽ không sử dụng các cái trợ từ động thái được như là chưa, lơ, cua, được chưa? Đấy, thì đấy là một vài các cái điểm ngữ pháp liên quan đến động từ trong tiếng Trung. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của cô thì sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn học tiếng Trung, để chúng ta có thể sử dụng được một cái câu hoặc là đặt được một câu hay là nói một câu nó vừa chính xác, nó lại vừa sao nè, vừa trôi chảy, vừa giống với lại bạn nữa nhé. Và trân trọng hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và các clip tiếp theo. Chào tạm biệt.